các bạn đã đến với video channel của thầy Phong Hai Nốt. Và hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau hát hò với ca khúc Chưa Bao Giờ trong series Dạy Hát Hay. Hôm nay mình đến Chưa Bao Giờ của Trung Quân Idol. À, nhiều người cũng hỏi bài này thì mình hát thôi, bởi vì bài này mình cũng rất là thích. Giọng của Trung Quân là một giọng cao, nên các bạn có giọng cao thì các bạn hát đúng tông nha. Còn các bạn không có giọng cao thì các bạn ráng đu nha. Ok, rồi có thể hạ tông xuống, hạ xuống một hai tông nào đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đến với Chưa Bao Giờ. À, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, ủng hộ mình nha. Và học hò, hát hò cho vui vẻ với nhau. Mình là chuyên dạy thanh nhạc. Các bạn biết rồi thì nghe lại, mà các bạn chưa biết thì coi như là làm quen. Ok, làm quen nhau. Ok, ok. Vô. Giờ mình vô mình demo, mình test nhẹ bài này cái này. Mình hướng dẫn thanh nhạc nha. Vô. Đã có lúc anh mong tim mình bé lại, để nói nhớ em không thể nào thêm nữa. Làm sao biết anh thương em hay. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Bình minh khuất lấp sau màn đêm, như đôi lòng anh chắc chưa lâu nay em không. Ok. Ủa, đâu cao đâu. Không cao. Son thăng bài này cỡ đó à. À, gắn gắn đu chút xíu là được ha các bạn. Bây giờ là khi mình hát á, mình chú yếu là cái giọng của mình phải luôn được mở. À, và khi nó được, nó phải cái âm thanh của mình nó phải được trải dài từ tần số thấp lên tần số cao. Và đây này, từ này âm ngực nè. Thì cái vị này, cái chỗ mình giơ lên rồi xuống là vị trí âm thanh. Ok. Thì nó trải dài cả một cái dãy tần số này luôn. Còn cao thấp như thế nào thì mình không biết. Tùy theo câu. Ví dụ như mình sẽ hát nha. Rồi sau đó là mình, nó giọng hát của mình phải được hỗ trợ bởi hơi thở. Hát là bằng hơi thở thì nó sẽ đỡ mệt hơn việc bằng hát bằng cổ. Sẽ người nhiều người hỏi mình á là thầy ơi sao đang hát mà tự nhiên nó tịt luôn, hát lên hết cao không được. Hoặc là hát 4-5 bài xong đuối rồi hát hết nổi, hát cao không được luôn, là tại vì các bạn hát dùng cổ nhiều quá. Hát thêm mặt. Đó, dùng cổ nhiều quá là mình sẽ hát không được thôi. Rồi giờ mình vô nè. À. Hát mà. Để hơi thở vô. Hê. Hà. Hô. Hú. Để hơi nè. Hà. Vô. Hú. Đã có lúc. Để hơi nha. Đã có lúc anh mong tìm mình bé lại, bé lại. Âm thanh của mình á, nó phải đầy. Ví dụ như âm thanh ở đây, đây là mid voice nè. Các bạn để ý phần mid voice rất là kỹ nha. Tại nếu mà mình hát mà mình mid voice mình tốt á, thì giọng hát của mình nó sẽ đầy đủ cái tần số. Bởi vì mid voice là giọng hòa trộn mà. Hòa trộn là hòa trộn giữa cái gì? Giữa các tần số thấp và tần số trung và tần số cao thì nó ra giọng mid voice. Thì mid voice đây. Trong mid voice này, đây là mid voice thấp, mid voice trung và mid voice cao.
đó, nguyên cái mặt của mình nè. Đó thì bây giờ là khi mình hát là mình cố gắng là nó full voice luôn. Mà muốn full voice được hay không, muốn tạo ra âm thanh không là do cái hơi của mình nó tác động vô cái phần mặt của mình. Các bạn để ý nha, phần mình sẽ hát lại cái này. Vô. Da. Vô nha, full voice. Đã có lúc anh mong tìm mình. Hạn chế rời cái cầm đi, cái cầm là cái chơi âm thanh thấp đó, tần số thấp. Vô. Đã có lúc anh mong tìm mình bé lại, để nói nhớ em không thể nào thêm nữa. À, lúc nào cũng có âm thanh cái phần hàm dưới nè, à, khoảng vang ở dưới đó, mặt nạ mình ấy, à, có nha. Khoan qua sang cái sang cầm á, hàm phải có. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu hiệu sẽ không phai mờ. Nếu không hát lên nặng lòng ra gì, nếu không nói ra làm sao biết. Đó, như vậy thôi, mình cứ âm thanh của mình luôn đặt ở những cái khoảng vang, là cứ thế mình thả. Mình thả hồn, mình trôi dạt, và mình đặt cảm xúc vào trong đó nữa. Thì cái câu này nó sẽ có cái chỗ này nè. Mình sẽ hát liền hơi nha, cái này sẽ tốn nhiều hơi nè. Nha. Nếu không hát lên nặng lòng ra diết. Đó, mình hát liền hơi vô chỗ này. Nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Đó, từ chữ biết mà nó kéo qua chữ anh thương em luôn ha. À. Nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Falsetto vẫn cứ mít nghe trên phần này và cứ đẩy hơi nhẹ ra thì nó sẽ ra falsetto thôi. Không gồng thì nó sẽ thả nó ra. Anh thương em. Ok nha. Anh sẽ nói. Ok. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Đó, thì như vậy. Phải luôn có đầy đủ cái tần số và nhẹ nhàng thôi. Anh sẽ nói. Cái này nếu mà các bạn hát chuyển gió vẫn được nha. Cái câu này. Anh sẽ nói em nghe. Và từ từ mình chuyển ngược lại về với mid voice. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Cũng được. Hoặc là các bạn miss luôn cũng được. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Ok, cảm rồi. Hôm nay sáng sớm ra được, sương gió bụi mờ, cảm rồi. Corolla hí ghê quá. Nha. Giọng nghe đờm không à. Rồi tiếp tục luôn. Rồi mình qua tiếp đi, không sao đâu. Bệnh chứ hát hát à. Tiếp nha. Bình minh khuôn lớp. Vô nè. Bao giờ. Điều khúc nha. Wow. Bình minh khuôn lớp sau màn đêm, như nỗi lòng anh chất chứa lâu nay em không hề hay biết. Hoàng hôn tan nắng hay vì anh không hiểu được em, dập tan bao yêu dấu lùi tan. Đó, vô. Rồi mình sẽ hát lại cái chỗ này nha. Cái này cũng hơi cao đúng không?
À, không sao đâu các bạn, đừng nghĩ nó cao mà các bạn phải gồng nha. Các bạn đừng gồng, các bạn giữ cái âm thanh của mình nó chắc vào trên cái phần mid rồi. Rồi ok nha. Đó, nó giữ chắc cái khuôn mặt của mình nè. Và mà nó hát thôi. Các bạn có thấy cái sự hỗ trợ của hơi thở rất là nhiều không? Thấy không? Giọng mình hôm nay là đang bị cảm, đang bị mệt đó. Mà chơi là chơi thôi. Bài này cũng không khó nên đu được ha. Chừng nào bài khó là bắt đầu tát mồ hôi lạnh đó. Đó, giờ đang tát mồ hôi lạnh đó. Rồi, vô nè. Tiếp tục nha, lại mình là câu đó nè. Bình minh khuấn lớp sâu màn đêm, như nỗi lòng anh chất chứa lâu nay em không hề hay. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em, dập tan bao yêu dấu người ta. Ok ha, xong, đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại tình cảm nè. Bây giờ mình chiều vô cảm xúc, hát cho nó vui đi mọi người. Happy day. Yo. Có tiếng hát sao nghe lòng nhẹ sâu, dù có chút vương chút ân tình chôn dấu, đến những nhớ thương thầm lặng trên tay, nghe sao buốt thêm mất đôi vai gầy. Nếu không hát lên nằm lòng ra gì, làm sao biết ai thương em, ai sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Rồi mình dừng đây chút xíu nha. Để cái câu này mình sẽ xử lý cách khác nè. Đó, mình sẽ nghĩ để mình bắn luôn mid voice lên ha, là mình đẩy luôn mid voice luôn nè. Thì cái này mình sẽ ngắt hơi ở chỗ chữ biết nha. Nếu không nói ra làm sao biết ơi. Lấy hơi. Đó, mình phiêu cái ha, ok. Nếu không nói ra làm sao biết ơi, ai thương em. Đó. Rồi đó. Thì khi mà đẩy lên mix thì này thì nó sẽ lên tới đâu ha. Cùng năm ha. Anh sẽ nói chuyển qua mix luôn nè. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Mình gắn vô. Bình minh khuất lớp sâu màn đêm, như đôi lòng mây chất chứa lâu nay em không hề hay biết. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em, dập tan bao yêu dấu lối tan, vì anh cất nín trong sâu yêu thương anh trao đến lặng nhiên em lướt. Này bệnh à, này bệnh chút xíu rồi, cảm cảm nhẹ nhẹ thôi, cảm lạnh nhẹ nhẹ xíu.
do giấc ngủ mình không có được ổn định á, thì hôm nay ngủ thế này, mai ngủ thế kia, hôm nay 4 giờ sáng là dậy rồi. 4 giờ sáng dậy. À, cái bữa 9 giờ sáng mới dậy tùm lum tà la giờ. Nên cái yếu tố sức khỏe. Nói về ca hát á, thì các bạn này mình nói thêm ngoài lời giải trí vui vẻ thôi, là vì ca hát thì phải ngủ đủ. Thứ nhất là phải ngủ đủ giấc, thứ hai là phải ăn đủ giấc. Đó, thì nó sẽ có một cái sức khỏe để mình có thể ca hát. Chứ cần giọng của mình thì chỉ cần một chút xíu rồi, sức khỏe mà ngủ mà nó sai lệch tới múi giờ đó, nó kèm với cảm lạnh, phong hàn là ngồi máy lạnh nữa. Đó, rồi xong luôn là nó lạnh quéo. Là hát nó có cảm giác là bị rè rè đó, bình thường thôi. Cuộc đời ai không bệnh, ai không có lần bị bệnh, đúng không? Và cái quan trọng mình có được kỹ thuật đấy. Các bạn thấy mình kiểm soát giọng của mình cũng dễ thôi, đâu có khó gì đâu. Và cứ thế là dư sức hát karaoke, dư sức đi show, hát hò này nọ, tùm lum la. Không có sợ là tôi hư giọng, tôi lộng quên, tôi bị cảm hay là tôi hát không được. Hay là tôi ngồi tôi sợ đâu có, cỡ nào hát cũng được hết trơn á. Thì rèn chút mọi người thông cảm, miễn sao hát không phô được rồi. Hát không phô hay là hát không tới nốt mà nhục nhã. Rồi, thì mình quay lại cái chỗ mà vì anh cầm điên. Đó, rè đây, cậy đó, chơi luôn. Vì anh cầm điên trôn sâu. Mà mình làm từ từ ha, cho các bạn thấy được cái chữ, cái sự mix voice của mình nó như thế nào, nó vận hành như thế nào ha. Ok. Vì anh cầm điên trôn sâu, yêu thương anh trao đến em. Rồi, ok nha. Anh ơi, lặng nhiên em lướt qua bên đời. Tại khi mà mình hát á, mình phải mở cái hình nha. Mình phải mở ra để làm gì? Cái âm thanh ngay chỗ cái vùng xoang cầm á, nó được hoạt động và nó tạo nên âm thanh, nó không bị bí cái chỗ âm thanh vùng xoang. Thì nó sẽ tạo nên âm thanh của chest mid rất là tốt, và nó tạo nên cái nền á, chest nè, chest là cái chân. Để âm thanh nó không bị tiệt và nghe nó đầy đặn, nghe nó dày dặn hơn. Tại âm thanh nó đủ cái tần số, nghe nó hay hơn, nghe nó full voice. Cái này mình sẽ nói chuyện sao? Sau đây mình sẽ phân tích các giọng của các ca sĩ sao, nên mình thế nào gọi là hay và thế nào gọi là chưa hay ha. Ok. Rồi. Vì anh cam nào, lại nè. Vì anh cam nín trôn sâu, yêu thương anh trao đến em. Lặng nhiên em lướt qua bên đời. Đấy, mình hát mình đâu có gồng đâu, mình toàn bộ là xử lý bằng hơi không. Bằng hơi với lại bằng khoảng vang không à. Cảm xúc nữa à. Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới. Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em. Anh sẽ chờ đến nỗi những điều chưa bao giờ. Đấy, ok nha các bạn. Rồi làm lại một lần nữa à. Vì anh cầm niên cho sâu, yêu thương anh trao đến em. Lặng nhiên em bước qua bên đời. Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới. Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em. Ok, bài này như vậy thôi. Feel đó, feel éo 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 éo. Rồi ok, thì các bạn cứ theo đó mà tập. Rồi từ từ các bạn sẽ cảm nhận quen ha. Bài này hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn một kỹ thuật full mix. Đó là phát hiện ra cho các bạn cảm nhận được phần xoang cằm ha. Đây, mỗi bài như vậy mình sẽ đi một chút xíu về kỹ thuật để các bạn có thể nhận được là full mid là từ trên xuống dưới âm thanh nó sẽ di chuyển, nhưng mà cái phần xoang cằm cầm ở dưới đây nè, đó là do việc mở khẩu hình á.
đó việc mở khẩu hình ra xong rồi nó được tác động bởi phần hơi ấy, thì nó sẽ giữ cái chân âm thanh mid voice á. Đó, cái chân á, cái chân của mid voice nha, đó là nó sẽ ổn định hơn, nó là mid chest mid á, ổn định hơn và nghe sẽ hay hơn, dày hơn và nghe tươi hơn. Ok, chúc các bạn thành công với ca khúc Chưa Bao Giờ của Trung Quân Idol. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha, đăng ký like kênh của mình, subscribe và tham gia vào group Mê Hát Vô Đây Hết ở dưới bên link mô tả bên dưới, rồi mình cùng nhau thảo luận nhiều hơn nữa. Đại học thanh nhạc mà đâu phải một ngày một bữa là được đâu, nếu mà một ngày một bữa thì nó là một cái quá trình, thanh nhạc là một quá trình gọi là rèn luyện bản thân, thay đổi cái cấu tạo giọng nói của mình, thay đổi cái giọng nói để từ một giọng nói chưa hay để thành một giọng nói hay, một quá trình thay đổi bản năng của mình luôn. Đó, khó nha. Ok, chúc các bạn thành công. Ok, hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye.